là cái mà theo dõi cái Biển Đông thì người ta thấy rằng thì là nhà cầm quyền Việt Nam trong mấy chục cái đảo ở Trường Sa đó, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã củng cố, đã be bờ và đủ để mà coi như rằng thì là bảo vệ được cái đảo của mình, bảo vệ trước cái chuyện bành trướng ở bên Trung Quốc. Tuy rằng không thể đối đáp được với Trung Quốc, nhưng mà ít nhất là làm cho Trung Quốc suy nghĩ là nếu đụng tới những đảo của Việt Nam thì anh cũng sẽ đau tay, và có thể là anh thiệt hại nhiều hơn là anh giữ cái thái độ hòa hoãn bình thường. Hai bên còn để cho nhau sống. Cho nên Trung Quốc, ngoài cái vấn đề Biển Đông, thì những nhà bình luận quốc tế thì họ nói rằng những cái đảo của Việt Nam là như vậy. Còn người ta nói rằng thì là bên tàu thì nó căn cứ hai ba căn cứ ở biên giới, nó lập một cái căn cứ biên giới phòng không, rồi nó làm cho cả một cái hàng rào biên giới, thì người ta nói rằng thì là để cho chống cái Di Ngô Nhĩ chạy qua, hay là Bắc Triều Tiên hay là gì đó. Nhưng mà sự thực là nó có hai mặt của vấn đề. Cái biên giới đó họ để những các cái khí tài, những các cái vũ khí để mà theo dõi bên Việt Nam, và có thể họ cũng làm một cái xâm lấn như là năm 1979, mà cùng một lúc đánh phá 6 tỉnh ở biên giới Việt Nam. Thành ra thưa anh, đây thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề nó là như vậy, và cái điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc nó mang một cái tính cách răn đe, và đừng đi với Mỹ. Và quả tình là nhà cầm quyền Việt Nam thì họ gọi là một cái chính sách DJ, và họ cũng không thể làm như Phi Luật Tân kiện ra tòa là hay, rồi cũng không làm gì cả. Nhưng mà đây là trong cái thế của Việt Nam thì tôi nghĩ là họ họ đương làm cái đó. Và tình hình Biển Đông nó hết sức là gấp rút. Giờ này đó, có thể là tới cái lúc cái canh bạc nó đã tới lúc nó hạ màn, tới lúc nó canh bạc nó ván bài lật ngửa, và cái cơ hội nó tới đối với đất nước Việt Nam, khi mà những các cái vũ khí là cả hai bên trườn ra, chí ra, nhưng mà nó chỉ là những lực lượng răn đe. Còn thì cái cơ hội cho Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là đây là một trong những các cái mà đất nước Việt Nam bây giờ, một cái nguyên liệu và một cái nhiên liệu mặt trời. Nó là không phải rằng thì là take it for granted, nhưng mà cả một cái đồng bằng sông Cửu Long, cả một cái đất nước như vậy, tôi thấy rằng thì là bây giờ không còn cần phải những đập Đa Nhiêm, những đập ở bên Lào, Thủy Điện, hay là không cần phải lò nguyên tử, mà bây giờ là những cái tấm panel, những cái tấm điện mặt trời. Mà nhà cầm quyền Việt Nam thì họ rất là nhiều sáng kiến lắm. Cái điện mặt trời của họ nó không phải là như ở bên Mỹ này, mà hôm vừa rồi tôi nói chuyện rằng thì là những các cái nhà ở bên Mỹ mới xây đó, là họ bắt nhưng mà cái một trong những cái đại gia ở đây mà họ xây cất đó, thì họ nói rằng thì là người ta khuyến khích dùng điện mặt trời chứ không phải là bắt Dạ buộc. đúng rồi, dạ. Vâng, Rất ít khi mà họ bắt buộc. vâng. Thành ra ở Việt Nam thì họ láu cá hơn và họ thích ứng hơn. Thì cái điện mặt trời thì tôi thấy thì là từng từng túp lều tranh, họ cũng có một cái tấm panel, và họ tích trữ cái điện mặt trời ban ngày. Mặt trời thì nó linh láng ở đất nước, và nó xuống dưới nó thành ra một cái bình ắc quy cái gì đó. Nó giống như là bây giờ mà đương quảng cáo mấy cái công ty điện, mà bây giờ đương quảng cáo rằng thì là dùng điện mặt trời rồi thì là được 500 đô la, rồi chúng tôi có đủ chuyên môn với gì đó, thì
đây là cái cơ hội của đất nước. Và dạ vâng, thưa bác, hồi nãy bác nói đến vấn đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, thì cháu nghĩ là ngoài cái vấn đề mà tình hình bối cảnh quốc tế, đúng không ạ, thì nó còn có đến một cái chiến dịch mà ông đang đeo đuổi, mà ông đang là hoàn thành rất là xuất sắc. Mà nếu mà bây giờ mà thay người giữa dòng thì không biết là cái người kế nhiệm có thể còn tiếp tục thực hiện được nữa hay không. Đó là cái công cuộc đúc lò, phải không ạ? Cái vấn đề đối nội. Dạ. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, cháu không phải là để mà bên những người ghét cháu chụp mũ cho cháu, nói là cháu bưng bô Cộng sản. Nhưng mà cháu phải công nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên giáo họ rất là tinh tế, nếu mà không nói là tinh vi. Đúng không ạ? Cháu cảm thấy là qua cái thời gian vừa rồi, qua những cái mặt trận, qua những cái chiến dịch mà đối phó, đối đầu với nhau đó bác, thì cháu thấy họ luôn luôn đi trước những cái mà họ gọi là thế lực thù địch mấy bước. Giả dụ bây giờ cái trường hợp bác nhớ là khi mà bác dùng cái từ hàng thần lơ láo, khi mà mình đưa ra cái giả thuyết mà luật sư Hoàng Chí Hùng quy thuận triều đình, đúng không ạ? Tức là về mà nói là thôi bây giờ mà cháu dùng cái từ cái tạm gọi là chấp nhận làm công cụ dư luận viên cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì bác nói là chắc luật sư Hoàng Duy Hùng không có thèm mang cái thân phận hàng thần lơ láo như vậy đâu. Thì thưa quý vị, điển hình là cái gì? Điển hình á là cái hồi nãy bác gọi là quần chúng tự phát, đúng không ạ? Tức là những cái thành phần mà họ lên họ tự họ làm YouTube, họ chửi bới luật sư Hoàng Duy Hùng, nói là tại sao anh dám nói như vậy với hồ chủ tịch đâu có thèm cái thằng Mỹ cố vấn cho ông là đúng rồi, anh minh kiệt xuất, ông tự ông biết hết, chánh đặng đặng chánh giác, cần gì thằng nào cố vấn, phải không ạ? Hoặc là nói là ông Lê Khả Phiêu là nhận lệnh từ trên mới thảm sát Mậu Thân Huế, là không phải do ông Lê Khả Phiêu tự quyết định mà phải có lệnh từ bên trên. Thì thưa bác, giống như hồi nãy bác nói đó, cháu nghĩ là không có gì xảy ra ở Việt Nam mà không có sự chuẩn thuận định hướng của Ban Tuyên giáo, của Bộ Chính trị, đúng không ạ? Thì cái mà được gọi là quần chúng tự phát này đó, nó không khác gì, thưa bác, cháu thấy là giống như quần chúng tự phát mà biểu tình chống tàu. Có nghĩa là như bác nói, đúng không ạ? Việt Nam họ đu dây rất là hay. Đó là nói năng nhỏ nhẹ nhưng mà giấu đằng sau một con dao thật sắc, một cây gậy thật bự. Đó là đối với tàu họ không có to tiếng, không có hùng hổ, phải không ạ? Còn nếu mà cần chống đối thì cho mấy thằng dân đen tự phát lên tiếng chửi bới, vâng, đúng không ạ? Còn chúng tôi thì hoàn toàn là không có dám phản kháng, quý vị. Đấy, cái tự phát đó là khi mà người tàu cho cái tàu mà đi vào gọi là quan sát, dạ, đó, Hải Dương 98 vậy đó. Vâng, đi vào nghiên cứu đó, phải nhớ là cái chữ của họ, dạ. Tức là cái tàu đi vào Biển Đông để mà thăm dò, yeah, đi vào tới cái bãi tư chính của Việt Nam đó, yeah. Thì Việt Nam thì tất nhiên là Việt Nam thì họ được cử người đi ra theo dõi thôi, yeah. Chứ mà cũng không thể nào mà phản đối mà cây đụng độ ngay, yeah. Không ạ? Nhưng mà một mặt thì họ vận động quần chúng và quần chúng nổi lên và đánh phá tất cả những cái cơ sở của người tàu ở Bình Dương đó, vâng, ở Bình Dương, và thành ra người tàu tự dưng những các cái người tàu mà làm ăn chân chính rất đông ở Việt Nam, coi như bây giờ là tự dưng là mình mang vạ vì cái với cái chính sách của Tập Cận Bình, vì cái tham vọng của Tập Cận Bình, và tự nhiên là Tập Cận Bình bắt đầu phải dịu lại, phải nghĩ lại, và đây mới là một trong những các cái một cái phản ứng mà của quần chúng Việt Nam một cái phản ứng nó hết sức là nó không ai giật dây nó, nhưng mà đây mới là cái mà cái tiếng nói cái tiếng nói của quần chúng. Mà cái chuyện lúc mà nói về ông Hoàng Duy Hùng thì tôi nói rằng thì là nó đây cái chữ mà trong chính trị nó gọi là đa số thầm lặng đó, yeah. Ông này không phải là ông ấy nhân danh, ông ấy là
đại biểu, đại biểu cho cái đa số thầm lặng mà Khải Đào gọi là envoy đó, trông dấu ngoặc kép nha bác. Thì đây là một trong những các cái mà trên chính trường, vừa là nhà cầm quyền vừa là quần chúng, họ họ lắng nghe tiếng nói của quần chúng, và đây là những các cái gia giảm, những các cái bốc toa của cái liều thuốc đối với lại cái tình hình lúc hiện tại. Cho nên mình cũng thấy là ngay bây giờ đây này, khi mà Tập Cận Bình mà làm cái chuyện mà cái con virus ở Vũ Hán không ạ, thì bắt đầu thế giới cử phái đoàn y tế thế giới WTO đưa cái gì đó nói gì WHO WHO tới để mà thăm dò, xong rồi thì là mấy người này mới bảo rằng thì là cái người tàu nó bảo thì là cái này là nó có nhiều nguyên nhân ở chỗ khác chứ cơ nó không phải là từ Vũ Hán, rồi từ cái con rơi, từ cái chợ này, tức là không phải nhân tạo. Vâng. Thế nhưng mà thưa anh, thực ra thì bây giờ nghĩ cho kỹ đó, bây giờ nó bước sang một cái giai đoạn mới, tức là cuộc chiến tranh vi trùng, sinh học, vâng, sinh học, vũ khí sinh học, vâng, vũ khí sinh học, và nước nào thì cũng nghiên cứu vũ khí sinh học hết, và thế giới thì trên nguyên tắc là cấm đó, nhưng mà ở Vũ Hán đó thì chính ra là người tàu họ đã nghiên cứu cái vũ khí sinh học, và chẳng may nó thoát ra bên ngoài và họ dĩ độc trị độc, hay là cái câu chuyện là nó gặp cái khó khăn đó thì bây giờ là cho người ở Vũ Hán chết luôn, chết luôn, rồi thì là nó văng ra bên ngoài, văng ra thế giới. Và nước tàu thì họ biết rằng cái độc tài của họ thì họ có thể khoanh vùng và họ kiểm soát, vâng, họ không thể nào và họ nghĩa là gọi là kiềm chế được, khống chế được cái con virus, mà coi như rằng thì là từng nhà một, từng xóm một, cô lập, không có cho chỗ này chỗ kia mà lan ra được, với cái chế độ mà coi như là độc tài của họ đó thì họ khống chế được, và họ nhân kế tiểu kế đó, họ vung ra thế giới và thách thức cho thế giới Tây Phương là chúng mày sẽ khốn đốn về cái con virus này. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng đây mới là một trong những các cái âm mưu mà vào đây mới là một cái ván bài mà lớn, và ngay từ nó là do cái tình hình bất cập